Hoàng Văn Hoan, sinh năm 1905, mất năm 1991. Nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Năm 1979, trong một chuyến đi sang Đông Đức chữa bệnh, ông ta đã bỏ trốn tại sân bay Karachi, Pakistan ngày 11 tháng 6 năm 1979, rồi sang Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, Hoàng Văn Hoan đã tố cáo chính quyền Việt Nam đối xử với người Việt gốc Hoa còn tệ hơn cả cách Hitler đối xử với người Da Thái. Sau sự kiện bỏ trốn, Hoàng Văn Hoan bị Việt Nam kết án tử hình vắng mặt. Báo đài Việt Nam coi Hoàng Văn Hoan là biểu tượng của sự phản bội. Sau này, khi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tốt đẹp thì hầu như người ta không hề nhắc đến Hoàng Văn Hoan. Hoàng Văn Hoan mất tại Bắc Kinh năm 1991. Trung Quốc tổ chức lễ tang cấp nhà nước. Thi hài được chôn tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, nơi chôn cất của các quan chức cao cấp Trung Quốc. Đó cũng được xem là những bài học dằn dạy